Xin chào mọi người, em lại tiếp tục đây. Chị ơi, em đang ở vườn đây rồi. Thì là vườn đang còn 200 cây, chị lấy trước thì em chọn cho chị 100 cây đẹp trước. Chị yên tâm, em làm uy tín mà, chọn cây đẹp cho khách chứ không bảo chọn cây xấu, khách không bán được. Xin chào bạn Hùng, bạn POP. Chào 501, chào Techcombank, Techcombank, chào Châu Thị La. Em chào tất cả các bác đang xem live. Lâu 3 hôm liền nhá, 3 hôm liền không được tiếp khách. 3 hôm liền em không được phát live là bởi vì sao? Bởi vì bạn Nguyễn Lê Tuân, bạn ấy đang đang vi phạm cộng đồng, vi phạm chính sách của Facebook ấy. Tức là mình đăng lên nó bị hiện cái số điện thoại, số tài khoản lên, thế là vi phạm, thế là Facebook TikTok này họ chặn em 3 ngày liền. Họ chặn em 3 ngày liền. Hôm nay em mới bắt đầu em lại phát live tiếp tục được ạ. Các bác vào xem live, chia sẻ live giúp em nhá. Các bác vào xem live, chia sẻ live giúp em. Hôm nay em phát bán vườn quất đấy ạ. Quất dù 50 nhá các bác nhá. Quất dù 50 nhá. Đây là cái dù 50 đấy ạ. Cái dù 50 thì như nào? Quất này bao nhiêu cây? Quất này em đang hiện tại em đang còn 200 cây nhá các bác nhá. 20 này, 40 này. Dù 50 nhá. Hàng này em chỉ bán xỉ và không bán lẻ nhá các bác nhá. Các bác nào ở xa mà không về lấy hàng được thì alo cho em. Alo cho em, hàng này thì bán theo luống nhá các bác nhá. Bán theo luống, cây nào vàng lá, cây nào vàng lá, cây nào xấu quá thì em sẽ bỏ lại. Giá là 300k một cây nhá các bác nhá. 300k một cây. Cây rất là đẹp nhá. Cây rất là đẹp, em sẽ đi quay hết cái luống này cho mọi người xem. Em sẽ quay lần lượt hết cái luống này cho mọi người xem. Các bác, chào bác Ngọc Đạt, chào Trung Vi, chào 163, chào Canh Plus. Các bác xem like, thả tim cho em đi ạ. Thả tim, thả like cho em để tăng tương tác lên các bác. Các bác ơi, các bác giúp em bằng cách thả tim, thả like cho em để tăng tương tác lên nhé. Bởi vì 3 hôm liền em bị chặn, thế là bây giờ tương tác sẽ giảm đi rất là nhiều rồi. Các bác thả tim, thả like cho em để tăng lượt lượt xem lên, để tăng lượt xem lên để em tiếp cận với nhiều khách hơn. Em bị chặn TikTok mấy hôm liền đấy ạ. Em bị chặn đấy các bác ạ. Em bị chặn, hôm nay em được thả ra, các bác giúp em bằng cách thả tim, thả like cho em. Hàng này em bán xỉ và không bán lẻ nhá các bác nhá. Hàng này em bán xỉ ạ, bán xỉ nhá các bác nhá. Bán xỉ hàng chum dù ạ. Em có ship Vĩnh Phúc nhá. Em có ship Vĩnh Phúc ạ. Hàng này em bán xỉ ạ. Hàng này em bán xỉ không bán lẻ nhá các bác nhá. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214. Quả rất là đẹp này. Cao cây này nó vào khoảng 1m3 nhá. Cao cây 1m3, 1m2 đến 1m3 ạ. Chum dù 100 dù giá sao chị? Xỉ 2 cây không được không em? 2 cây không được ạ. 2 cây thì ai gọi tính thì là xỉ ạ. Xỉ ít nhất các bác phải lấy cho em từ 50 cây. Xỉ ít nhất là các bác phải lấy cho em từ 20 cây, 50 cây, 100 cây thì người ta mới tính là xỉ. Chứ còn xỉ 2 cây thì ai gọi thì là xỉ ạ. Xỉ 50 chum bao nhiêu ạ? 50 chum giá là 300k nhá. Đây mọi người nhìn này, quả rất là to luôn này. Năm nay giá cực kỳ rẻ luôn. Năm nay giá quất năm nay cực kỳ rẻ luôn. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ấy, nên là giá quất năm nay giá cực kỳ rẻ. Như cái dù này mọi năm ấy, mọi năm cái dù to như thế này, mọi năm mà giá nó hơn 400k, nhưng năm nay giá đã giảm rất là nhiều luôn rồi. Giá giảm rất là nhiều. Bác nào mua hàng thì inbox vào Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhé. 0969 162 214 giúp em ạ. Mình ở Văn Giang, Hưng Yên nhá. Cây này cao cây nó vào khoảng em xem nào. Cao cây nó vào khoảng 1m2, 1m3 nhá. Cao cây vào khoảng 1m2, 1m3 đấy ạ. Cây rất là đẹp luôn. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Chị like cứ báo giá công khai này thì xỉ lẻ khó bán lắm. Ủa tại vì các bác cứ hỏi mà không trả lời thì cũng khó. Mọi người bảo là bán hàng chảnh chó thế. Hỏi hàng mà lại không báo giá. Em báo giá xỉ nhưng mà các bác lẻ đương nhiên các bác phải mua giá cao rồi. Các bác tưởng tượng là ví dụ các bạn ấy ở trong Nghệ An với Thanh Hóa, tiền ship về các bạn ấy mất tiền ship về rồi, tiền mà bến bãi bán ấy thì đương nhiên là các bạn phải giá cao rồi. Chị ơi có ship xuống thành phố Hưng Yên không ạ? Có nhé bạn nhá. Có đấy bạn nhá. Các bạn lẻ thông cảm nhá, các bạn lẻ nhá. Bởi vì là mình bán xỉ này thì
mình bán xỉ như này thì mình báo giá cho các bạn ấy là giá xỉ, đến khi các bạn mua về đến tay các bạn mà lên đến 600, 700 là chuyện bình thường.